Nguồn tin của Ria Novosti cho biết, đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB chặn một chiếc xe có gắn chất nổ cố gắng vào Grum. Quả bom đã bị vô hiệu hóa. Vụ việc xảy ra tại cửa khẩu Danskoy trên biên giới giữa Grum và Kherson. Trong quá trình kiểm tra, các nhân viên của FSB phát hiện một vật thể giống như thiết bị nổ được gắn ở dưới ghế lái, nguồn tin cho biết. Các chuyên gia cho rằng, thiết bị nổ tự chế này được lắp ráp từ các bộ phận do nước ngoài sản xuất, do các quốc gia NATO cung cấp cho Ukraine. Hiện cơ quan an ninh Nga đã mở cuộc điều tra để xác định những người có liên quan tới âm mưu này. Sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ, cầu Crimea nhiều lần trở thành mục tiêu của tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine. Tháng 10 năm 2022, một xe tải chở chất nổ đã phát nổ khi đang di chuyển dọc cầu, khiến ba người thiệt mạng và gây hư hại cầu. Lực lượng chức năng Nga phải mất nhiều tháng để sửa chữa. Vào tháng 7 năm 2023, cầu này tiếp tục bị tấn công bởi một chiếc xuồng không người lái, khiến hai người thiệt mạng. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết bán đảo Crimea sẽ trở thành mục tiêu lớn nhất trong kế hoạch quân sự của Kiev trong năm 2024. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Kiev có thể tăng cường tấn công Crimea, cô lập bán đảo này bằng cách phá hủy cây cầu Kerch nối liền Crimea với đất liền Nga. Để thực hiện mục tiêu này, ông Zelensky một lần nữa yêu cầu viện trợ tên lửa hành trình tầm xa Taurus do Đức sản xuất. Tuy nhiên, hiện Đức vẫn từ chối cung cấp loại tên lửa này, ngay cả khi Pháp và Anh cung cấp cho Kiev tên lửa Storm Shadow. Sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè, Tổng thống Zelensky mới đây công bố kế hoạch tăng thêm 500.000 binh sĩ. Ngày 1 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký xác lệnh thường niên, huy động công dân nước này bổ sung vào lực lượng dự bị để huấn luyện quân sự. Xác lệnh nêu rõ, huy động trong năm 2024, các công dân Nga vào lực lượng dự bị, tham gia huấn luyện quân sự trong các lực lượng vũ trang Nga, lực lượng vệ binh quốc gia Nga, các cơ quan an ninh nhà nước và cơ quan an ninh liên bang. Theo sắc lệnh, chính phủ Nga và các cơ quan hành pháp của các chủ thể cấu thành liên bang Nga được chỉ đạo đảm bảo thực hiện các hoạt động liên quan đến việc buộc công dân đi huấn luyện. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày công bố. Huy động để huấn luyện quân sự được tổ chức hàng năm tại Nga nhằm khôi phục kỹ năng của những công dân từng phục vụ trong các lực lượng vũ trang. Theo quy định, những người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc đang học đại học đã nắm vững các chuyên ngành cần thiết trong quân đội sẽ tham gia huấn luyện. Huấn luyện quân sự cũng áp dụng cho những người đã xuất ngũ hoặc được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm ngoái, Quốc hội Nga thông qua luật nâng trần tuổi huy động quân thêm ít nhất 5 tuổi. Luật mới cho phép Nga huy động nam giới đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự nhưng không vướng bận điều gì ở độ tuổi 40, 50 hoặc 55. Trong tất cả các trường hợp, giới hạn tuổi huy động quân được nâng lên 5 năm. Điều này đồng nghĩa với việc những sĩ quan có cấp bậc cao trong lực lượng dự bị như các vị tướng có thể được nhập ngũ trở lại ở độ tuổi 70 thay vì 65 trong khi những sĩ quan cấp bậc cao khác có thể lên 55, 60 hoặc 65. Tờ Le Monde hôm 1 tháng 3 dẫn các nguồn tin cho biết, chính phủ Pháp đang cân nhắc việc gửi một lực lượng quân sự nhỏ tới Ukraine để hướng dẫn cho lực lượng vũ trang Kiev, đồng thời nhằm răn đe Moscow. Tờ báo không tiết lộ Pháp dự định cử nhóm gồm bao nhiêu người, nhưng cho biết những người này có thể đến từ một số đơn vị thông thường. Cũng theo Le Monde, lực lượng đặc biệt của Pháp đã tham gia huấn luyện binh sĩ Ukraine ở nước láng giềng Ba Lan và hộ tống vận chuyển vũ khí của Pháp tới Ukraine. Tuy nhiên, họ vẫn luôn dừng lại ở biên giới Ukraine. Cụ thể, Pháp muốn đào tạo cho lực lượng Ukraine trên thực địa các kỹ năng bao gồm xử lý các hệ thống phòng không. Họ cho rằng cơ sở vũ khí đất đối không của Kiev thường xuyên là mục tiêu của lực lượng Nga, và sự hiện diện của binh lính Pháp hoặc các quốc gia khác có khả năng bảo vệ một số khu vực nhất định trên lãnh thổ Ukraine. Cũng theo báo Pháp, chính phủ Pháp xem việc triển khai quân là một cách đặt ra tình thế thiên thoái lưỡng nan về mặt chiến lược đối với Nga, đồng thời cho rằng điều đó có thể hạn chế khả năng tấn công của Moscow. Cho đến nay, Pháp vẫn phủ nhận có binh sĩ tại Ukraine hoặc có binh sĩ Pháp tham gia vào cuộc xung đột. Tổng thống Pháp Macron tranh cãi khi nói rằng không loại trừ khả năng NATO sẽ triển khai quân tới Ukraine trong tương lai. Ông nói. Dù hôm nay chúng tôi chưa có sự đồng thuận về việc gửi quân đội tới chiến trường, nhưng xét về mặt động lực, không thể loại trừ bất cứ điều gì. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để ngăn chặn Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Bình luận của ông Macron khi các nước thành viên khác trong NATO, bao gồm Mỹ, Anh, Đức và Italy, phải lên tiếng làm rõ rằng họ không có kế hoạch triển khai quân tới Ukraine. Trong khi đó, hai quốc gia vùng Baltic, Estonia và Litva ủng hộ bình luận của Tổng thống Pháp. Đáp lại,

Le consensus, l'analyse collective était que d'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Russie attaque les dix pays. Et donc, très clairement, la lucidité est là et le constat collectif est que, au fond, notre sécurité à tous est aujourd'hui en jeu. Et au moment où nous nous parlons, il faut aussi féliciter certains de nos collègues, puisque se joue en ce moment le vote.

Hôm 28 tháng 2, đại diện phòng thiết kế Piranha cho hay chiếc xe tăng Abram đầu tiên của Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine đã bị máy bay không người lái Piranha FPV của nga tiêu diệt trong quá trình triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tôi nhận được thông tin này từ một khách hàng đã liên lạc với chỉ huy tiểu đoàn tấn công chiếc xe tăng. Anh ta nói đó là UAV Piranha. Sau đó, thông tin này xuất hiện trên các bản tin và các kênh Telegram cùng video xe tăng Abram bốc cháy. Người đại diện cho biết. Hôm 27 tháng 2. Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng Nga đã phá hủy một xe tăng M1 Abram gần làm Bedechi, nằm ở phía tây bắc thành phố Avdiivka ở vùng Donetsk và là nơi quân đội Nga mới giành quyền kiểm soát. Vào tháng 1 năm 2022, Mỹ cam kết hỗ trợ cho Ukraine 31 xe tăng M1 Abram trước thời điểm Kiev triển khai chiến dịch phản công. Tuy nhiên, Mỹ chỉ bàn giao đầy đủ cho Ukraine vào giữa tháng 10 năm 2023. một số nguồn tin gần đây cho rằng không quân Nga có thể sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 để thực hiện các nhiệm vụ ở khu vực Lugansk. Mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa rõ ràng, nhưng có vẻ như Su-57 đã thâm nhập vào không phận Ukraine trong lúc làm nhiệm vụ. Thông tin không được phía Nga xác nhận. Trong khi đó thì có nhiều điểm nghi vấn, chẳng hạn như bằng cách nào Phía Ukraine xác định được loại tên lửa mà Su-57 đã sử dụng là tên lửa hành trình KH-59MK2. Và vì sao Su-57 lại thâm nhập vào không phận Ukraine, trong khi tên lửa KH-59MK2 có thể tấn công các mục tiêu trên khắp vùng Lugansk từ sâu bên trong lãnh thổ Nga? Các nguồn tin Ukraine xác nhận các cuộc tấn công sử dụng tên lửa KH-59MK2 vào ngày 7 và 8 tháng 2. Tên lửa KH59MK2 được Nga thử nghiệm ở Syria vào năm 2018. Tên lửa này chủ yếu được SU-57 sử dụng để chiến đấu không đối đất và có khả năng tiêu diệt các mục tiêu nhỏ và mạnh mẽ ở khoảng cách lên tới 300 km. Mặc dù mang theo đầu đạn nặng hơn 300 kg, nhưng KH59MK2 có kích thước nhỏ gọn, lắp đặt trong vùng khoang vũ khí bên trong thân máy bay SU-57. Điều này giúp Su-57 duy trì được tính năng tàng hình. Hiện trên thế giới không có loại máy bay chiến đấu thế hệ năm nào có khả năng mang theo tên lửa hành trình tương tự. KH-59MK2 có thể được lắp đầu đạn phân mảnh, đầu đạn xuyên phá hoặc thiết bị mang bom chùm. Mặc dù chỉ có tốc độ cận âm, nhưng KH-59MK2 không kém phần mạnh mẽ. Với phạm vi hoạt động rộng và khả năng chuyển đổi mục tiêu giữa hành trình bay, Tên lửa này có khả năng thích ứng cao. Hiện phía Nga được cho là có một trung đoàn tiêm kích đa năng thế hệ 5 Su-57 với 22 chiếc được đưa vào khai thác sử dụng cuối năm 2023. Năm 2022, Nga mới chỉ nhận được 6 máy bay Su-57. Ngoài tên lửa Kh-59Mk2, trung đoàn Su-57 độc nhất của Nga đã được trang bị tên lửa hành trình mới tầm xa hơn, có nguồn gốc từ mẫu KH101 và 102, sử dụng trên các máy bay ném bom chiến lược. Nga cũng đã phát triển một loại bom lượn dành riêng cho Su-57 là BBK-500U Derel. BBK-500U Derel sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm 2024 và Su-57 có thể sử dụng loại bom lượn này từ năm 2025. Việc sử dụng bom lượn BBK 500U Derel có nghĩa là số 57 có thể được đưa sâu hơn vào không phận Ukraine để tấn công các mục tiêu ở cự ly gần hơn. Điều này có thể cho thấy nó đang được thử nghiệm trong chiến đấu. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga có thể mang nhiều loại tên lửa từ không đối không, không đối đất đến tên lửa chống hạm được đặt ở khoang vũ khí bên trong thân. Su-57 có thể mang thêm vũ khí ở các giá treo bên ngoài. Su-57 đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 2, gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Có thể bay khoảng 3.500 km chỉ với một thùng nhiên liệu bên trong. Theo các nguồn tin Nga, nhà sản xuất dự kiến sẽ chuyển giao thêm 20 chiếc máy bay trong năm 2024.